nha. Cô liên quan gì nha, bảo các chú mới cơ. À các chú mới nha, đừng các hủy chú mới nha. là tích cực follow, vận may sẽ đến. Đúng. Con sẽ cả chỉ Thank một chú you. thôi. Cảm ơn bác Linh Chi kìa. Con cảm ơn bác Linh Chi. Các chú mà tích cực follow ấy, một chú sẽ may mắn mà chú kia mà sẽ bị chú ấy sẽ chia tay mẹ Linh thì chú thứ hai sẽ là chú may mắn đến chú thứ 10. Cảm ơn cô Huyền. Cảm ơn cô Huyền Hà, cảm ơn tất cả các mọi người. Cho nên mọi người cứ follow đi, con gái con trai càng tốt. Con gái con trai, con gái thì không được. Con gái thì mọi người cứ follow đi nha. Chú nào may mắn thì chú đấy trúng thưởng ấy. Con ấy vào mặt bẩn không, giống với chi mà ở đâu cô vi cho trong mùi toàn mùi đấy mùi không ấy mặt hỏng ra mọi người ạ. Để câu chuyện thế đấy, cho nên mọi người cứ mọi người con tô tượng xong rồi bây giờ con đi ngủ đây. Bye bye mọi người, con đi ngủ đây. Cảm chú ơn mọi người và cô chú nào chưa follow mẹ con thì follow mẹ con. Cô chú nào chưa follow mẹ con thì follow mẹ con. Chú nào mà follow ý thì chú sẽ được trúng thưởng. Chỉ duy nhất một chú thôi, nếu mà chú khác chú đấy mà chưa tay mẹ nên con thì chú thứ hai sẽ được trúng thưởng nha. Cho nên mọi người follow đi. Bye bye mọi người, con đi ngủ con đây. Cảm ơn mọi người. Vâng, cảm ơn mọi người đã follow mẹ Ninh con. Con chúc mọi người ngủ ngon. Con chúc mọi người vui vẻ. Buổi chiều vui vẻ. Một buổi trưa và buổi chiều vui vẻ. Con chúc mọi người an này. Cảm ơn chú Cavalli. Con cảm ơn chú Cavalli. Con sẽ chọn từng người để may mắn để làm chồng của mẹ Linh. Và các chú cứ follow đi, sẽ không phải lo là mình không được làm chồng của mẹ Linh đâu. Cho nên các chú yên tâm nha. Bye bye các chú, con đi ngủ đây. Bye bye các cô, các chú. Bye bye tất cả các mọi người có ở đây nha. Bye bye. Chú cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của con và mẹ con. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của con và mẹ con. Bye bye mọi người. I love you too. I love you too, come on.